thân quý vị, và ngay lúc này đây đó chính là sự việc của hai nhân vật chính, vâng, cô dâu Quảng Thâm và những người cầm đàn, chúng ta đang dần dần trở về sân khấu ngày nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Và một lần nữa toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đôi nam của chúng ta đi đâu. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, quả thật đúng là nước biển mênh mông thì không có đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng thì không phủ kín không cha, và tân đảo sớm hôm thì mẹ nuôi con khôn lớn, hoang cả cho tân thầy cha trên trời đời con. Các bạn trẻ chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ công sinh thành dưỡng dục vô bờ bến từ khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành. Và để tiếp nối chương trình sau đây, chúng tôi cũng xin được trân trọng những tập dòng thân của máu của cô dâu và chú rể sẽ có cùng bước lên sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Về phía họ gia đình nhà gái chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Quảng Văn Trường và mẹ Quảng Thị Bình trở về sân khấu ngày hôm nay để được ra mắt với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Gia đình quý vị trong hơn trên giấy ngày nay trân trọng và kính mến, vâng, mọi nhân vật quan trọng trong ngày mừng lễ phục quy của cô dâu Quảng Thâm sánh duyên cùng những người cầm đàn đó có mặt tại sân khấu tình yêu ngày hôm nay để được ra mắt của gia đình quý vị. Sự duyên của họ gia đình nhà gái cũng như họ gia đình nhà trai, sự duyên của hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể, vâng, một đại gia đình nhỏ bé luôn ạ, đã có mặt tại nơi đây để ra mắt với toàn thể quý vị trong huân trường cây ngày hôm nay. Và ngay sau đây không phải quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, giờ vàng cũng dọc dây kiên cường giá điểm giờ lành đã tới. Thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, Đình Dương xin được phép tuyên bố buổi mừng lễ phục quy của cô dâu Quảng Thâm sánh duyên cùng chú rể cầm đàn xin phép được bắt đầu. Vỗ tay nào quý vị. Vâng, xin chào quý vị trong hơn trường cấy ngày nay, một lần nữa trân trọng và kính mến, vâng, một lần nữa thay lời muốn nói cho hai họ gia đình nhà gái cũng như họ gia đình nhà trai đó lời cho cô dâu và chú rể trong hơn trường cấy ngày nay, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên trên khắp mọi đầu đường. Chúng ta đã không phải ngày đường xa xa xôi, một chút thời gian và ngọc của mình để cùng nhau trở về đây đến để chung vui trên đài văn hoan nhà mày phúc. Chúc mừng cho cô dâu Quảng Thâm sánh duyên cùng chú rể cầm đàn trong hơn trường cấy ngày nay. Thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, đỡ lời cho hai họ gia đình, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, chúng tôi không biết nói điều gì hơn, xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều đã cùng trở về đây để chúc vui trên đài văn hoan nhà mày phúc cho đôi bạn trẻ trong hơn trường cấy ngày nay. Thay mặt cho những người tổ chức chương trình sự kiện, xin chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều và xin được chúc toàn thể quý vị trong hơn trường cấy ngày nay sẽ thật vui tươi và ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Và cho mừng tương lai của mẹ phía đào hình khăn chơ đó là thành ta sọc váy tư hướng xuống khỏi tăng là hở tây hướng nhìn xuống khỏi tăng là hở chay tăng là hở cô dâu xuống gì chúc phải giúp tăng bạc tổ chức cùng với người sẵn vận chưa thì tất là sọ cáo sọ mời vui xoa hải xuân bên thương bên phú tiền già thương bên ta tiền nay bạc phương sọ vàng sàng tăng và ta hãy sửa chặt vượt bề bộ kiệm biết học tạo buồn vẫn chấp hướng hạnh phúc phình khu các đùi xuống là giàu tiền à chẳng sẽ sắp đùi vừa mới đám qua lại phiền sắp đùi vết máu cái chơ là máy lại phiền sắp đùi cái máu cái chơ là gì à bên đoàn của mẹ một tình máu cái chơ là hay tình làm đây và chắc hãy cho là thầy ta sọc phái tây hơn tăng là sọc phái tây hơn tăng là hỏi cô dâu thúc đẩy sức khỏe cho các bạn tổ chức với đi sàng thần xưa cho chúc hẳn lòng vị chúc phủ cùng là lòng lấy hâu đi chúc phủ chúc khôn phát áo khát manh diệt kịp phát tài được hơn diệt sang này cày sạc pin ăn hai nhà mi ăn đi hà lầy phụ nữ diệt với bạn hâu lầy tấm chào bạn diệt bị vương hâu lầy tấm chào hùng phụ tánh ca sát khai hâu lầy tấm phản phòng và chúc đạo một số ra bên bà tàu bầu đồng đồng tàu hỏi gắn xuống dao phụ nữ bên bà hát sáo lầy tăng chào bạn phụ nữ đi đồ đàn hạt đi đồ đàn bó phân chào hùng phụ nữ bên chung đã phụ vào hạt mấy đôi phi đao đây cho số chúng vé tỷ đơn tay bạn hạt chiếc khoảng hâu đây. Vâng, và xin cảm ơn những tình cảm của quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong hơn trường cấy ngày hôm nay trân trọng và kính mến. Và trở lại với sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, để sau đây cô dâu chú rể chúng ta sẽ trao cho nhau những chiếc nhẫn cưới để chúc mừng cho ngày hạnh phúc của hai người. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy bước lên một bước để chúng ta làm nghi thức trao nhẫn. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể và chú rể cầm đạt và đẹp trai nhất ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào chiếc nhẫn cho cô dâu. Vâng, ngắt lại xin mời cô dâu chào chiếc nhẫn cho chú rể. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay lúc này đây chiếc nhẫn là đó hiện tượng vào vòng tròn, nó không có điểm đầu và không được với một chạm vào tay quý vị ơi. Vâng,
Con nó không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Để chúc mừng cho điểm hạnh phúc của hai người, chúc cho điểm phúc của hai người luôn được trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Xin chân thành cảm ơn chú rể chúng ta rất là nhiều. Và xin mời cô dâu bạn trai chúc mừng cho chú rể đi nào. Vâng, quả thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời và lãng mạn này quý vị. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể chúng ta đi đâu. Vâng, cảm ơn tuyệt vời quý vị rất là nhiều. Cảm ơn cô dâu chú rể. Vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta trở về vị trí cũ đi nào. Vâng, và ngay sau đây kính chào toàn thể quý vị và để đến sự bậc trong thân phụ mẫu giúp sự thiện của gia đình anh chị cô dì chú bác sẽ cùng nhau món quà để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Những món quà có ý nghĩa về vật chất, vâng, quyền ghế vật chất để trao cho cô dâu chú rể chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai con hai cháu của mình. Và để tiếp chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời với phần trao quà, xin được trân trọng kính mời gia đình ông Cường Hòa sẽ có món quà để dành tặng cho hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ngay lúc này đến đó chính là sự kiện của gia đình ông Cường Hòa vẫn đang dần dần trở về sân khấu. Ở đây có những món quà để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong hôn trường cưới ngày nay. Xin được trân trọng kính mời gia đình bác Cường Hòa, ông Cường Hòa sẽ trao cho những món quà có ý nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai con hai cháu của mình, chúc cho hai con hai cháu của mình sống với nhau đến đầu bạc răng long. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vòng vàng ngay trên lúc này đây trên sân khấu của tình yêu đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, những chiếc quà vòng cổ có ý nghĩa về vật chất ạ sẽ dần dần được trao cho cô dâu và chú rể với sự món quà của gia đình ông Cường Hòa đã trao cho cô dâu và chú rể. Vâng, có một số ít vốn để thử thách với cuộc sống về sau này. Vâng, xin mời chân thành cảm ơn gia đình ông Cường Hòa rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng tôi tiếp nối chương trình, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu ạ sẽ có những món quà để dành tặng cho hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và chúng ta xin được trân trọng kính mời ạ bố mẹ của cô dâu ạ sẽ có những món quà để dành tặng cho hai con hai cháu của mình và những món quà có ý nghĩa để chúc mừng cho niềm hạnh phúc đại gia đình và nhỏ bé của chúng ta trong hôn trường cưới ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và ngay lúc này đó chính là sự diệt của họ gia đình nhà ngoài ạ. Trao một chút món quà, những chiếc vòng tay rất là tuyệt vời. Và là những chiếc vòng tay để trao cho hai cháu ạ. Và chúc cho hai cháu luôn trong ngoài trong đời. Và ta xin được chân thành cảm ơn họ gia đình nhà ấy đã có món quà để dành tặng cho hai cháu của mình. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị trong hôn trường cưới ngày nay. Và để tiếp nối sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời sự diệt của em trai cô dâu Quảng Thơm ạ. Cũng sẽ có những món quà để dành tặng cho hai anh chị của mình. Xin được trân trọng kính mời. Đã cùng trở về đây để chúc quý trên đường vận hoạt niềm hạnh phúc, chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Vâng, và ngay lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đó là sự diện của em trai cô dâu ạ. Vâng ạ, một tay là sẽ có những món quà để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Chúc cho anh chị mình. Vâng, mong mời món quà tình yêu đó là em trai của cô dâu ạ. Vâng, sẽ có món quà thật là ý nghĩa về vật chất để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai anh chị của mình. Chúc hai anh chị của mình vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Vâng, và rất xin cảm ơn là em trai của cô dâu rất là nhiều đã cái món quà có ý nghĩa để chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai anh chị của mình. Vâng, xin cảm ơn em trai rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, ngày đây và ngay sau đây thì với sự bàn tay khéo léo của chú rể ạ, vâng, chú rể chúng ta đẹp trai nhất ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, chú cảm thấy rất có mới cảm thấy vẫn rất là còn dư và hợp bạn chú rể bật giật tay sắp anh đầu tiên đây nào, hãy cùng sắp thật mạnh đây nào chú rể ơi. Vâng, ban đêm chú sắp thế nào, ban ngày sắp từ đỉnh thần thế ạ, sắp mạnh thế nào, sắp mạnh thế nào và bật nắp chai về phía trước thế nào. Wow,
thật là tuyệt vời, một tràng pháo tay để chúc mừng đôi trẻ nào quý vị. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng rót lời thăm đi tình yêu. Xin mời trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Lòng kính thưa toàn thể quý vị, những dòng rượu màu hồng và đôi bạn trẻ đang đường sắt trên thắp đèn tình yêu này có được ví như nước và mật ngọt, nước sẽ đẩy tới cho cuộc sống thêm tươi thắm và mật ngọt sẽ tô điểm cho cuộc sống về mai sau. Một lần nữa xin được cầu chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Xin tất cả cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Vâng, xin mời chú rể chúng ta bật chai sân quanh thứ hai đi nào. Vâng, lần đầu tiên thì lần đầu tiên bao giờ cũng thế ạ. Vâng, lần đầu tiên làm cái gì cũng phải rất là khó. Và chắc chắn lần thứ hai này chú rể chúng ta sẽ làm dễ dàng hơn, phải không nào? Vâng, chú rể sắp tập hành và bật chai về phía trước đi nào. Wow, rất là tuyệt vời ạ. Vâng ạ. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tay trong tay chúng ta rót thật tốc trên trước ạ. Chào vâng, kính thưa toàn thể quý vị, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng thì mà lòng đã say. Và nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và rượu hồng thì kết nghĩa phù thề, chất tình đồng thắm thì duyên về với nhau. Cùng chung bước tới mai sau, thì chung chung thì sắc màu tình yêu. Một lần nữa xin được chúc tập với thưa quý vị, trăm năm tình duyên mãn bằng đầu nghĩa phù thề. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, những dòng rượu màu hồng, một dòng sông của màu hồng, một dòng sông của tình yêu đang rực rỡ trên thắp đèn này, nó được vươn ra từ biển cả, cũng như thử thách cuộc sống đôi vợ chồng trẻ, thử thách với cuộc sống về sau này. Chúng ta lại cảm ơn cô dâu và chú rể chúng ta rất là nhiều. Và ngay sau đây thì là lòng cảm ơn những bậc thượng sinh thành. Xin được trân trọng kính mời sự diện của cô dâu sẽ nâng những ly tiểu hiếu dự tình cho họ gia đình nhà trai. Xin mời chú rể chúng ta sẽ nâng cho họ gia đình nhà gái. Còn hai cốc còn lại xin mời em hãy cầm trên tay của mình đi nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, con kính dâng lên sức khỏe của cha và kính dâng lên sức khỏe của mẹ. Con mời cha mẹ nhận ly rượu này để nhận con là một thành viên trong gia đình, một trang diễn thảo và một nàng dâu hiền. Từ đây hai gia đình chúng ta sẽ có thêm những người con mới. Và ngay sau đây chương trình mời cô dâu chúng ta, hãy đứng lên một bước nào để chúng ta làm nghi thức uống rượu ra môi. Vâng, xin mời cô dâu chúng ta, hãy quay mặt vào nhau đi nào. Vâng, xin mời cô dâu chúng ta hãy quay mặt vào nhau và cùng bắt tay vào nhau ạ. Hãy cùng lắc tay vào nhau nào, khi nào định dương đến 1, 2, 3 cô. Cô dâu của chúng ta hãy cùng nhấc vơi một chén rượu mừng để chúc mừng cho đời phúc của hai người. Và toàn thể quý vị, những nhà tài camera, nhà nhất ảnh ạ, để luôn lại thành khách tuyệt vời nhất. Chúng ta hãy lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất cho cô dâu chúng ta trong hơn những mấy ngày này được không nào? Nào, xin mời cô dâu chúng ta nào. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Xin mời hai em chúng ta trở về vị trí cũ đi nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên tham gia gia đình ạ. Chúng ta bước tới để cùng ly với nhau. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì sum họp chúc mừng tình trong một khắc tình nghĩa dài trăm năm. Trước chung thì để phần cha, trước phần mẹ đôi ta trước tình. Vâng, xin mời hai bên gia đình tham gia, chúng ta bước tới để cùng ly với nhau. Từ đây hai gia đình chúng ta sẽ có thêm những người con mới, một trang dễ thảo và một nàng dâu hiền. Chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta sẽ ngày càng keo sơn tắt chặt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai gia đình rất là nhiều. Vâng, và ngay sau đây xin mời chiến trọng toàn thể quý vị chúng ta hai bên gia đình trở về viên trường vũ đi nào. Hoàng sạp hai tư hất xuống phải lấy tay đắt áo giáo con này bó phi nào ơi. Vâng, xin toàn thể quý vị chúng ta hãy rót đầy đi với hai người cùng cùng dơ chén rượu thật cao lên được quý vị ơi. Bình Dương sẽ là cầu nối cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ đến 1, 2, 3 rô. 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc để nhà quay camera nhà chiếc ảnh sẵn sàng chưa? Nào!